trùng lên ăn phân heo sau hơn 3 tuần xử lý trực tiếp bằng men gốc VL01 và VL02. Sau khi xử lý trực tiếp bằng men bột VL01 và men nước VL02 thì trùng lên ăn rất khỏe. Những cái cọng lông màu trắng trắng chính là lông heo nha mọi người. Màu trùng rất đẹp. Đây là toàn bộ cái vệt là phân heo mới cho ăn hồi trưa hôm nay. Trùng nên ăn rất khỏe. Trùng màu rất đẹp, nhìn rất đã. Đó là một minh chứng cho việc đã ứng dụng thành công cái men gốc VL01 và VL02 trong việc xử lý phân heo tươi trực tiếp, không cần phải qua xử lý cầu kỳ mà cho trùng ăn. Từ đó đảm bảo được cái việc giải quyết ống độ nhiễm môi trường, cũng như là tạo ra được một cái nguồn phân trùng quế chất lượng cao từ phân heo và cái nguồn đạm từ chính con trùng thịt này. Và lần sau Vườn Trùng Quế sẽ giới thiệu cho các bạn một vài clip khác để các bạn xem qua cái quá trình xử lý phân heo để nuôi trùng quế trực tiếp này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.